bán ngô chè của cô này đang mưa này. Đây nhá, trực tiếp tại Nha Trang nhá. Này đối diện với lại bên kia là đường nào cô? Cần Phú phải nghe, nhưng mà đối diện là 61 Cần Phú, Vĩnh Nguyên. Đây, chè đây rất ngon đây. Cẩm này, cẩm sen đủ thứ này.